không? Ừ. Ồ. Bạn đây, bạn đợi. Kệ bạn bà. Đứng vô đi vô em. Đi vô đi vô. Vô đi quậy mi, quậy mi. Ủa tội tình gì mình đứng ở chỗ đó chứ vậy? Ở bên này hàng nó ngắn nè. Coi chừng ước dài. Lấy ghế ra đi ra. Đó, mình tội tình gì mình đứng cái đó làm chi, nó cực khổ không? Mình đứng gần gần á, trời ơi tướng to to không à, boss không? To rồi à, ta làm to. Tôi là tớp nè. Hey. Dạ. Có chừng ước nha mọi người nha. Ok. Ok em. Trời ơi nó bóp mặt từ nhỏ lại thì cảm tạ công đức. Trời ơi trời, nó chụp hình tôi nó cảm tạ công đức. Không, tại vì người ta đứng ngoài mưa mà người ta ngồi ghế á là cái kiểu là không có đủ chỗ ngồi, mà người ta đứng thì mới đủ chỗ cho người ta khích khích lại. Hai phần có đi với ai hả? Ba. Ba đâu? Ba đây hả? Rồi đi, có đi với mẹ không? Không à. Đây cô. Minh lại đây đứng gần em con ơi. Đưa 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 hai phần cho bé này đi, tội nghiệp nó. Đây nè. Ok, đi về đi. Em đi với ba. Em cũng đi với ba. Đi với chồng em. Đi với chồng. Đi với chồng em. Rồi. Đâu rồi? Hồi đó tôi nhớ con nha. Không, không biết không biết. Ôi trời ơi. Khép vô, khép vô. Hồi đó nhớ hả, nhớ có thời gian hồi đó đi với ba mẹ đi ăn á, mọi người biết mà, một bên á là nhà nghèo, một bên là nhà nghèo giàu, mà đi á nhìn thấy người ta ăn đồ ăn á, đồ ăn ngon á, thấy người ta đồ ăn đồ ngon mà hỏi nhìn lại cái tô của mẹ mình ba mình á, nó lưa thưa quá mà muốn ăn thêm á, không kêu thêm tại vì có đủ tiền ăn đó, sợ ăn thêm cái không biết người ta tính tiền nhiêu, nó khổ. Cho nên bây giờ con cháu các thi nha, mà có nhiều á là các thi có cho được là các thi cho hết. Ồ. Sợ tụi nó phải khổ. Lâu phần em về đến về tới Tiền Giang mà đợi từ 3 giờ tới giờ á. Ủa sao mình đợi 3 giờ tới giờ mà mình không có hả? Lúc mà nhập hàng vô đẩy hàng dốc em xuống dưới luôn. À vậy hả? Để cho một lát nữa các thi tính cho. Đợi cái thi tí xíu nha. Mẹ mà có đó 5 phút, dắt chặt vô miệng 5 phút rồi đó. Nào bị gì, bị gì? Giật kinh phong vậy nè bé. Ai mà bị giật vậy á? Ờ, nặng chanh đúng không? Nặng chanh vô một trái là lát hết. Mà ai trúng gió mà bị giật vậy lát chết á. Cái này nè. Mà ai bị giật, ai bị giật? Nè, thấy em bé nó giờ có tội quá mình. Ồ. Mình biết vô mà. Cái đó làm cứu không kịp chết đó chị hả? Cứu không kịp. Nằm như sắp sắp mà nước mưa hay nước cái gì chiếu rồi. Ừ. Nhập thổ chết luôn. Rồi gì cũng cứu. Xạo rồi. Đang ăn ốc mà tự nhiên cứu. Ăn sát lát nó sung lên để khỏi cứu luôn à. Cứu mà em dựng dựng chị nhét cù lẳng luôn liền. Cô lắm, không còn nhét. Đâu có nhét cọc giấy xanh giấy đỏ vô hết à. Như đây nè, hết rồi. Dán vô. Đi đường quyền liền. Ừ. Đi giống cô vậy đó, đường quyền. Thúi nha. Tỉnh liền. Sao vậy, có mùi gì hả? Con bị thúi. Để một lát tôi lại mắng vốn. Kìa, tất lại mắng vốn đổi con khác. Cô ăn ngóng xong rồi lát qua chụp cho cô một bánh. Qua đây con, qua đây chụp nè. Nó giống lai, chị giống lai chị. Chị lai phải không? Đây người Mỹ phải không? Mỹ đen phải không? Đúng không? Đúng không? Chị lai mà người da đen đúng không? Không, chị đâu có lai, nó lai. Lai người da đen phải không? Dạ. Dạ. Ra, mẹ đang chụp hình. Đi ra, đi ra.
rồi cho em ngồi kế luôn kìa. Đó nãy đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Người ta có chụp hình chung. Mẹ của người ta đó con. Đi ra, đi ra. Trời ơi, cái gì vậy trời? Tự mà qua đây mà bú phem tôi hả? Rồi hai người chụp luôn, tôi không chụp. Chụp luôn kìa. Nghe nó mẹ. Thủ chụp chưa? Chụp rồi, anh cả tắm nữa. Đi ra. Đi. Rồi. Cảm ơn con. Cảm ơn con. Thôi mày mày cứ ăn của tao, không mày không mua giùm cho tao ăn cái gì hết chưa? Nóng nóng nóng. Cái mỏ mày bự quá mày ơi. Còn con không biết ai ăn nữa. Con để cho con ý ăn con này đi. Ý ăn con này nè, ý giỡn chứ, để mẹ đổi lại. Ý ra coi mẹ đổi lại coi. Ý chị thấy chừng nữa cho em một đôi dép ăn đám cưới vậy đi. Dép. Thúi quá nè, thúi nè, con này thúi. Thúi thử, thúi quá. Con mệt luôn. Quá. Thôi nó bị. Con này còn gì không? Vậy 30 phải không? Con nó bị thúi rồi. Đây cái thì gửi đây. Bữa nào ăn được. Ok. Không mình. Mẹ đỡ con nào hả? Hả? Một cái nhiêu vậy chị? Lấy em thử em cắn một cái coi. Mọi người, các thầy ra ăn thử cái này. Của anh. Not ready yet. Chưa chín à? Bị gì à? Cho chảo nó nóng lên á. Ờ, chảo này phải bắt lửa cả tiếng hồ nó mới nóng á. Đây này bằng gang thép á. Cái tôm hồi nãy vừa ăn chị? Vừa ăn ngon. Tôm của bé này bán ngon. Cái chị bên kia cũng nướng ngon. Giờ mà ăn món nào? Tại vì ăn món nào người ta cũng cho hết chứ. Hả? Ăn này nè. Nóng quá mẹ. Hỏi ông đi chị, hỏi ông đi. Hỏi sao? You 1 million million was. Can you speak Vietnamese? No, cannot. Just a little bit. How much is it? It's not ready yet today. Maybe tomorrow. Tomorrow. Là ngày mai. Wow. Hôm qua phải không? Tomorrow. Qua. Wow. Hôm nay, ngày mai, Wow. Today. Free. Like free. Bữa nay là ông miễn phí cho chị, ngày mai sẽ không lấy tiền. Tomorrow. Hèn chi. Không ngó gì tới tôi chứ. Muốn ăn là sao ta, cái từ sit. I want to eat. To eat. I want to eat. You, I want to eat. You wanna be okay. Still no heavy cheese. Let go, let go, let go. Oh. For my two. Nghĩa là hôm nay có thịt gà. Nó có thịt gà. Thịt gà. Giống như là giờ là thường thường nó sẽ có cái gì? Có phô mai, có thịt gà. Một là làm phô mai không, hai là thịt gà không, còn hai cái là lấy chung với nhau vẫn được luôn. Mọi người biết không? Các thầy không cần qua Ấn Độ. Lại đây, tại đây. Có cái món Ấn Độ. Mà có một món là mà 11 các thầy sẽ ra một cái món rất là lạ mọi người, dấu ấn. Ủa cái này là cái gì vậy cô? Bột dứa hả cô? Đó chính rồi đó. À. You. Kiss. Kiss from kiss lập cho. Kiss. Give. Can you give me? Give me. Là cho gì? Cho bánh á. You free ship. One. You want, okay. Free ship. Google bánh tráng trộn. Diva.
Life is ship. Okay. Okay. Diva, diva fee ship. Bánh Ấn Độ quá, bánh Ấn Độ quá. Rồi bánh 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 đi, bánh đi. Có 80 nè. Quán than kiều gạo biết buồn cùng ai.